Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên được thành lập ngày 30 tháng 3 năm 2011 trên cơ sở phát triển từ khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên thành lập năm 2001 tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội 70 km về phía bắc. Trường có tổng diện tích là 86.580 m². Ngay từ khi thành lập, nhà trường đã xây dựng mô hình liên kết trường đại học, viện nghiên cứu, phối hợp quản lý và đào tạo hiệu quả với Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên hiện có trên 500 cán bộ giảng viên với trình độ chuyên môn cao. Nhà trường có trên 50 phòng học và tự học, hơn 20 phòng học thực hành và nghiên cứu với nhiều trang thiết bị hiện đại, trong đó có nhiều phòng thực hành, thí nghiệm trọng điểm với tổng kinh phí đầu tư lớn như phòng thí nghiệm điều khiển tự động hóa, trong đó có các hệ thống thu thập dữ liệu tự động SCADA, hệ thống điện tử công nghiệp CNC, phòng thí nghiệm công nghệ vi điều khiển dạng Texas Instrument tài trợ, phòng thí nghiệm công nghệ thực tại ảo, phòng thực hành công nghệ ô tô và hệ thống cảm biến, các phòng thực hành nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thư viện với 1.403 đầu sách, bao gồm 21.265 bản, tài liệu điện tử khoảng gần 10.000 tài liệu. Khuôn viên ký túc xá, nhà ăn và thư viện được tài trợ bởi Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, được đánh giá đẹp nhất miền Bắc Việt Nam. Khu thể dục thể thao như sân bóng rổ, sân bóng đá, cỏ nhân tạo đúng tiêu chuẩn. Thực hiện phương châm đào tạo theo định hướng phát triển công nghệ thông tin là hạ tầng của hạ tầng. Tính đến năm học 2015-2016, trường có 17 ngành đào tạo thuộc 7 lĩnh vực: công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, an toàn hệ thống thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử và viễn thông, công nghệ tự động hóa, công nghệ ô tô và hệ thống cảm biến, hệ thống thông tin kinh tế. Trong đó có một ngành đào tạo tiến sĩ và hai ngành đào tạo thạc sĩ. Cùng với việc đào tạo về công nghệ thông tin thuần túy, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng trong các ngành nghề khác như viễn thông, tự động hóa, y tế, kinh tế, truyền thông, giải trí. Trong đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ đồ họa mô phỏng và thực tại ảo, an toàn hệ thống thông tin. Nội dung các chương trình đào tạo của nhà trường thường xuyên được cập nhật, phù hợp với nhu cầu thực tiễn xã hội. Bên cạnh các giờ học lý thuyết và thực hành tại nhà trường, người học còn được tham gia học tập thực tế tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp để hòa nhập với môi trường làm việc thực tiễn. Thực hiện phương châm đào tạo, thực học, thực hành, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, thường xuyên cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến từ các đại học uy tín trong nước và quốc tế. Mục tiêu của nhà trường là phấn đấu trở thành đại học điện tử uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cam kết xây dựng một môi trường học tập năng động, hiện đại, là địa chỉ tin cậy để người học phát triển toàn diện. Dâng chào trong trái tim ta.